Đây là lớp dạy học chữ Khmer ở chùa Khmer ở Tri Tôn này. Vào dịp lễ lúc nào cũng chùa nào cũng có dạy chữ Khmer cho. Cái này là chánh điện nè, chút nữa người ta vô đây nè, chút nữa người ta vô đây ta làm lễ. Cái chánh điện nè, chánh điện cũ còn đang làm cái chánh điện mới ở trên kia nữa. Nét đẹp quê hương quay nhiều lắm mà à, ở Tri Tôn này quay nhiều lắm. Mới thử ai đi chơi nữa.
thứ đang dưới. Đó là sư cả tới để làm lễ. Cái thơ bơ nghĩa một từ là trời.